Rồi, đây, ngồi vô ghế đi bạn ơi. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi. Xin chào hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình nha. Mời em trai giới thiệu trước nè. Chào chị Cát Tường, chào người bạn bên kia và chào toàn quý vị khán giả. Dạ em tên là Nguyễn Xuân Vũ, sinh năm 1985, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì đang sinh sống tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Em đang làm công việc gì? Dạ trước kia thì em làm kế toán 2 năm, mà sau đó em thấy bên kinh doanh nó có thu nhập với tự do hơn thì em đang bán quần áo. À, mình kinh doanh cho người ta hay là mình kinh doanh cho mình? Dạ em tự bán cho em. Tự bán, mình bán có shop, có tiệm hay bán trên mạng? Dạ em bán ở ngoài chợ chị. Bán ở ngoài chợ. Dạ. Ồ, giỏi dữ vậy. Dạ thuê ngoài chợ bán. Trực tiếp mình tự bán luôn. Dạ. Vậy là cũng phải là nhanh miệng mồm dữ lắm, phải rao mời bán đồ dữ lắm phải không? Dạ cũng có sơ sơ. Đầu ví dụ giờ sáng sớm em thấy là khách ta đang đi qua đi lại nè, giờ em mời khách mua đồ em mời sao nè? Dạ chị, em mời chị là dễ thương mua giùm em mấy bộ đồ. Trời ơi, sáng sớm mà ông mời kiểu đó sao ta mua? Mời phải sốt sắng lên chứ. Chúc em mùa mai bán đắt nha. Dạ. Vậy là mình kinh doanh 2 năm nay rồi phải không? Dạ cũng 4 năm. 4 5 năm rồi. À, làm kế toán 2 năm rồi mình bỏ ra mình kinh doanh quần áo này là 4 5 năm. Dạ. Dạ, thu nhập ổn định không em? Đỡ không? Làm ăn đỡ không? Dạ nói chung là nó cũng ổn định. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào bạn Nam bên kia, chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Thoa. Em sinh năm 1984. Em đang công tác tại khoa sơ sinh Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. À, 84, bên đây 85. Rồi, là bên đây nhỏ, bên đây 1 tuổi. À, sao em, bạn gái mình lớn hơn mình 1 tuổi, dạ, em thấy cái sao? đó thì lớn hơn thì cũng không quan trọng gì, mà quan trọng là tính cách mình hợp nhau là được. Chị nghĩ cái đó không quan trọng, mà giờ quan trọng là bây giờ nè, một người ở Bà Rịa Vũng Tàu, người ở thành phố Hồ Chí Minh nè, giờ nếu yêu nhau thì hẹn hò rồi sao, mình như thế nào đây, em định sao? Thì cũng như là cứ cuối tuần đó em lên thành phố. Cuối tuần lên thành phố là ai bán áo quần áo? Dạ em cũng lên đây em lấy hàng mà chị. À, lấy hàng sẵn tranh thủ thăm bạn gái luôn. Dạ. Một tuần em đi lấy hàng một lần hả? Dạ thường thường thì 2 tuần, nhưng mà có bạn gái thì 1 tuần đi cũng được. Hay đó, chịu là vậy đó. Lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là có tình có tâm. Thế còn em, cụ thể công việc của em là như thế nào? À, dạ công việc của em thì em sẽ phải đi trực một tuần, thì thường em phải trực 2 đêm. Nhưng mà cụ thể công việc của em là làm gì? Dạ em chăm sóc mấy bé sơ sinh đó, những bé chăm mà sóc. Sinh nó có vấn đề về sức khỏe chưa có thể theo mẹ được. À, là em chăm sóc trẻ sơ sinh. Dạ. Y như con gái hồi xưa lúc sinh ra là nó không phải nằm trong lồng kính, nó bị gì hô hấp á. Dạ đúng rồi. Là em chăm sóc những bé dạ, như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ừ, vất vả lắm không em, cực lắm không? À, dạ công việc của em thì cực và nhiều áp lực. Ừ, quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Củ Chi. Quê Củ Chi. Dạ hiện tại thì em đang làm và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Em nói lớn xíu cho bạn trai nghe nha, em nghe được không? Dạ nghe được chị. Nghe được. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, dạ điểm mạnh của em là thật thà, chăm chỉ trong công việc. Ừ. Dạ em thích nấu ăn. Ừ. Còn điểm yếu của em là em rất là sợ đám đông rụt rè. Ừ, hơi nhát phải không? Dạ. Bởi vậy mới cần nhờ tới chị Tường đúng không? Dạ. Rồi, thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, nói chung là ưu điểm của em là không hút thuốc, sống tự lập, vui vẻ, hòa đồng, tính tình hiền lành, thật thà. Điểm yếu? Còn điểm yếu thì nói chung là ít nói, nhóc gớ. Nhóc gớ. Hả? Nhóc gái? Dạ. Hai bạn này cùng nhát hết rồi, rủi không có tôi ngồi đây, không biết hai bạn nó có nói chuyện được với nhau không à. Tình trường sao cưng? Mấy mối tình à? Tình trường thì em có 2 mối tình. Một mối tình đầu yêu đơn phương cấp 3. Yêu đơn phương bao lâu? Dạ, cũng 2 năm. Yêu chị lâu vậy rồi người ta biết em yêu người ta không? Dạ cũng có rồi, có mà cũng tỏ tình mà người ta họ lánh mặt họ đi miết rồi cái thôi luôn, mà tới 2 năm. Dạ rồi còn một mối tình chính thức thì cũng thời sinh viên á, học 3 năm thì cũng có quen người. À. Nhưng mà sau đó khi em ra trường á, em vô Sài Gòn em làm thì sao mặt cách lòng người ta chia tay đi lấy chồng. Trời ơi, rồi từ đó đến nay sao ế? Dạ từ đó tới nay thì em cũng lo đi làm biết dư. Thời gian của em là em làm là từ thứ ba cho tới chủ nhật, còn em chỉ nghỉ là nghỉ ngày thứ hai. Lý do sao là mình nghỉ ngày thứ hai? Dạ do là buôn bán là cái ngày thứ bảy chủ nhật là nó đắt. Bán được nhất. Ừ. Thì em hơi bán, còn ví dụ thứ hai đó là người ta đi chợ ít thì bán ế thì à, nghỉ một ngày. Nghỉ ngày với là đi lấy hàng. Dạ cái ngày đó đi lấy hàng hoặc đi thư giãn nữa. À đi lấy hàng đi thư giãn ngày thứ hai, rồi rủi cái ngày đó bạn gái trực rồi làm sao? Dạ nếu mà muốn có vợ thì bây giờ mình với
hy sinh cái thời gian của mình. Dễ thương quá. Hy sinh là ảnh hưởng đến kinh tế đó nha. Kinh tế bây giờ muốn có vợ, muốn có gia đình rồi phải hy sinh như bây giờ biết nhưng sao. Nhưng mà giờ làm bao nhiêu năm kinh doanh buôn bán rồi, có dành dụm được đồng bạc nào để lấy vợ chưa? Dạ có rồi chứ. Có, tiền ai cất, em cất hay mẹ cất? Dạ tiền thì bây giờ em cho em của em nó mượn, nó mua đất với gửi ít cho mẹ. Trời ơi, cho em mượn mua đất rồi mới mốt là lấy vợ rồi lấy đâu mình mua đất? Thì bây giờ hô là nó có nó đưa thôi chứ. Hô là nó có, rủi bây giờ hô mà nó không có rồi sao? Rồi sao lấy vợ? Giờ cái hô mà thì... nó hẹn, bây giờ mình muốn lấy vợ liền nè. Mà bây giờ mình hô nó nói năm sau nó mới trả rồi, mình phải đợi tới năm sau mới lấy vợ hả? Cái đó là dễ mà. Chứ mẹ cũng cho là một lô đất có 1 hecta trồng đẩy. Có lô đất hecta nữa. 4 năm rồi tới giờ thu hoạch ra. 4 năm trồng rồi giờ thu hoạch, rẫy ai làm? Thì em làm. Em làm rẫy luôn, vừa buôn bán quần áo vừa làm rẫy luôn. Dạ thì cũng như làm keo á, thì bây giờ mình trồng nó là 4 năm mình bỏ. Trời mướn ơi, người ta phớt rồi mình thu hoạch thôi. Ủa mà vậy sao ế? Dạ bây giờ thì công việc. Trời ơi, công việc ổn định nè, có rẫy có đất nè, sao không có bạn gái? Cái duyên. Cái duyên gì? Duyên gì mà duyên? Nói chung là em đi, ví dụ em cũng có tìm hiểu, nhưng mà khi em đi với người ta đó, em tới em uống cà phê với người ta là em đi xe cùi bắp. Đi xe cùi bắp? Dạ. Xe gì? Xe cùi bắp là xe gì? Xe riêng, xe chở hàng đi á. Ủa rồi thì rồi sao? Rồi người ta chê? Người ta chê, người ta gặp lần đầu, cái lần sau người ta họ thấy nghĩ là họ đánh giá bên ngoài không có gì người ta. Mà sao em có tiền mà sao em không sắm chiếc xe xịn xịn chút để đi cô gái cho nó dễ? Nhưng em cũng có một chiếc xe ở nhà bỏ ở quê, nhưng mà một mình làm sao mà đi tới 2 cây. Bỏ ở quê nào? Quê ở đâu? Ở Quảng Ngãi. Mà xe Quảng Ngãi là xe gì? Dạ xe tay ga mà xe Novo 5 á chị. Ủa sao không đem xe đó vô đây rồi để đi cho cô gái? Trời ơi thiệt tình luôn á. Rồi mình có nói với bạn gái là em đi đỡ xe này đi chứ anh có xe xịn nên để ngoài quê không? Không. Chơi cũng chơi thử lòng nhau nữa, thời buổi này mà còn thử lòng nhau chi mệt ghê luôn vậy đó. Còn bạn gái này, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có quen nhưng mà em chưa có thấy được sự đồng cảm á, cho nên là em chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Trời đất ơi, chưa có một mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Từ đó đến giờ luôn. Dạ. Rồi mình vậy mình có được hôn nhau chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời ơi, phải gặp các tường sớm chứ, phí tuổi xuân quá vậy em. Bây giờ phải yêu nha, nay phải yêu. Cưới hay không chưa cần biết, chỉ cần cảm thấy hợp, mình rung động, mình thấy đối tượng này tốt thì mình phải cho mình cơ hội yêu đương. Tại trong tình yêu nó có những cái nó đẹp lắm, nó làm cho con người mình trẻ trung hơn, nó vui vẻ hơn. Hôm nay phải có mối tình nha. Nha. Dạ thì phải xem. Thì phải, tôi nói anh này được, thật thà chất phác, mặt mày cũng hiền lành, có xe cất ở quê, có xe cất ở quê, có tiền cho bạn em trai mượn nữa, có đất có đai, ổn định rồi, chị thấy được rồi. Quan trọng là người ta biết tự lực, ta tự lập, ta biết kinh doanh. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ nói chung là người đàn ông của gia đình, biết chia sẻ công việc với gia đình. Rồi. Người đó sống có trách nhiệm, sống tình cảm. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì cao hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên. Ồ, mà bao luôn này, cao mét nhiêu em? Dạ 1m8 gì. 1m8 lần. Được không cưng? Không có mập, không có bụng bự. Không hề luôn. Rồi gì nữa? Dạ không có xăm mình. Không, anh này không có đâu. Có xăm mình không em? Thì có xăm sơ sơ. Xăm gì vậy? Chụp kính. Chụp kính. Chụp kính hả? Chữ nhẫn. À nhẫn, được. Có một chữ nhẫn thôi phải không? Dạ. Có xăm cái chữ nhẫn được không em? Ra đời kinh doanh bôn ba từ nhỏ, phải nhắc nhở mình phải luôn luôn nhẫn nhục. Được. Khi nào xăm cọp beo gì mình mới ghê, xăm chữ nhẫn được. Nha. Mai mốt đừng có xăm thêm bên kia chữ tâm nha. Dạ. Rồi bây giờ muốn tìm một người vợ như thế nào? Dạ nói chung thì muốn tìm người vợ thì nói chung hiền lành thật thà. Hiền lành thật thà. Gì nữa? Cái cao từ 1m58 nữa lên. Em cao mét nhiêu em gái? Dạ em 1m54. 1m54 được không? Mang dài lên thì cũng được 1m6 rồi. Dạ 54 thì cũng được. Được rồi ha. Có tiêu chuẩn gì nữa không? Có không thích cái gì ở bạn gái không? Dạ không thích bạn gái là ví dụ như ăn mặc lè lẹt, tóc xanh tóc đỏ, cồm rồm. Hả? Biết cồm rồm á? Cồm rồm, à càm ràm á. Càm ràm. Không biết có càm ràm không, chứ còn bên đây thì không có mắt xanh mắt đỏ gì đâu. Bên đây ta bác sĩ và làm trong môi trường y mà. Rồi em nhìn đi, có cô gái ấy trong hình đó đó, em lựa chọn thử coi cổ là ai. Trời sao đưa hình mờ căm vậy ông, rồi sao tôi nhìn? Hình này chụp năm nào? Dạ, 3-4 năm. Hồi sinh viên á. Trời ơi, hồi sinh viên. Bây giờ Facebook nó bị bắn hàng lên mạng, nó bị hack, nó mất.
thôi ráng nhìn đỡ đi. Ảnh đâu chỉ đại đi chứ bây giờ hình vậy mà sao người ta nhận ra được. Rồi giờ chọn coi cô gái ấy là cô nào. Mét 54. Mét 54. Cái này. Đâu, ai đâu? Đây. Rồi thích cô đó phải không? Giữ cô đó đi, chút tôi gả cho. Nhận ra anh đó không? Chứ chị là không nhận ra rồi đó. Sao chọn anh đó vậy? Tại chị cái này đứng nhìn thấy cao. Hay. Rồi vậy nha, bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào cái trái tim này ha. Vậy tôi sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem là cái sự nhận xét của mình, cái sự cảm nhận của mình hôm nay đúng hay không nha. Xin mời hai bạn. Hay. Rồi em gái trước đi. Em nghĩ mình đoán đúng hay sai? Mình đoán sai đây. Đâu đâu hỏi ảnh đi chứ chị cũng không biết luôn á. Anh là người nào? Anh nào? Người này. Dạ đúng. Hả? Người này nè chị. Mà em nhưng mà nãy em chỉ cái người cái đội nón là em sai rồi. Thế còn em? Đúng hay sai? Nhìn đúng á chị. Hả? Thật lắm. Chị hỏi cổ đi coi là phải cô đó không? Em có phải người này không? Cái người đeo cái khăn á, đúng không em? Nhìn kỹ lại coi. Do hôm nãy nó mét 54. Thì cô lúc mét 54 đó. Này cô này cao mà. Rồi giờ sao? Còn cái đó là cái gì? Cái này quà. Quà thì chừng nào tặng? Trời ơi thiệt. Rồi tặng qua trái tim luôn. Anh cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng em. Mất cấp em. Cũng buôn bán thì em thấy gia đình của họ cũng có con nhỏ rồi cũng hạnh phúc. Nên anh cũng muốn kiếm gia đình nhỏ nhỏ. Mất cấp em. Em cũng có món quà để tặng cho anh. Dễ thương quá ha, có hoa, có quà nữa. Rồi giờ mình ngồi xuống đi, mình nói ý nghĩa món quà coi nè. Em tặng quà gì trong này vậy? Coi 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 anh tặng gì với em. Cái gì mà chị nghe có con nhỏ gì trong nữa vậy? Đồ em bé chị. Hả? Ủa sao mới quen bạn gái tặng đồ em bé chi vậy em? Dạ em muốn... Muốn người ta đẻ hả? Không, muốn có được gia đình nhỏ nhỏ. À, vậy cất đi nha Cưng, mai mốt đẻ con nha Cưng. Hy vọng là con em với ảnh. Thế còn bạn gái tặng quà gì cho bạn trai vậy? Mở ra coi đi Cưng. Em tặng cái cà vạt. Rồi có ý nghĩa gì không em? Dạ, tại sao em tặng món quà đó cho anh? Em thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt bỏ luôn. Biết thắt cà vạt không? Dạ không. Bạn gái qua thắt cho bạn trai đi bạn gái. Nè đó cầm lên. Rồi qua thắt cho ảnh đi. Hoàng vô thử cái cổ anh coi coi hợp không nè. Tôi thấy cái tướng này cao ráo chắc đẹp lắm nha. Đứng lên cho bạn gái thắt đi em. Cao quá cao. Rồi Hoàng vô. Tôi cũng không biết thắt cà vạt luôn á trời. Tướng này được nha. Tướng ngon à. Đẻ con rồi chân dài lắm à. Ủa thắt cà vạt sao giống thắt khăn hoàng vậy? Chứ em cũng chưa học thắt. Chủ yếu là tấm lòng nha. Dạ. Rồi đẹp trai quá. Về chỗ. Sao em bây giờ thí dụ bạn gái yêu cầu em thắt cà vạt đi ra chợ bán em làm không? Dạ nếu mà bạn gái nếu mà đến nhau thì bạn gái biểu gì thì cũng làm được. Trời ơi sao không hiền vậy? Lấy nhau đến nhau là bạn gái biểu gì làm nấy. Thời buổi giờ em kiếm đâu ra người thật thà ngoan ngoãn biết trả lời mình vậy đâu em. Chị tìm hoài không ra luôn á, chúc mừng em nha. Rồi thôi bây giờ chị chúc mừng hai bạn. Giờ mình tâm sự yêu đương chút xíu ha. Rồi chị Tường mời hai bạn hãy thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng nha. Đây là món tôm kim sa trứng muối. Trời hấp dẫn quá. Há cảo tôm hẹ và pudding cá chép uyên ương. Ngon miệng nha, giờ ăn giờ vừa tâm sự với nhau. Mạnh dạn lên nha. Trong này em phải hỏi thăm cổ nha. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị. Ăn đi Cưng, tự nhiên dạ. Nha. Dạ, chào anh. Em cũng thấy anh như thế nào? Em thấy anh hiền. Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiền. Thường thì anh đi bán vậy rồi ăn uống đồ sao? Mình có nấu ăn không hay là mình ăn ở ngoài chợ? Thì nói chung anh bán á là ăn ngoài chợ cũng không quen thì anh cũng về nhà anh nấu ăn. Anh nấu ăn anh tự nấu luôn? Dạ tự nấu. Thường những lúc rảnh thì anh làm gì, anh thích làm gì? Thì nói chung là rảnh thì xem phim nghe nhạc. Anh có biết hát không ạ? Có nhưng mình hát nhật mà bolero. À bolero. À, em cũng thích nghe nhạc bolero. Anh có thể hát cho em nghe một bài được không? Anh cũng hát cũng không được hay nên anh chỉ hát một đoạn được. Vì cuộc sống chồng đi rồi sẽ về, tìm hương nồng hơi ấm tình thương,
Vì tương lai chúng mình xây mộng, xa mặt nào có cách lòng đau. Yêu trọn đời chỉ nhẫn vợ anh, có chút hờn ghen tim anh nghẹn ngào. Vợ yêu chồng chưa vững niềm tin, sẽ không bao giờ bắt nhau trong đời. Chồng yêu vợ chưa vững niềm tin, sẽ không bao giờ bắt nhau trong đời. Thường thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Thì anh quan điểm về tình yêu là chung thủy, quan tâm, chia sẻ với nhau. Tại công việc của em thì thường em sẽ phải chụp đêm. Có khi thì lễ Tết em cũng vẫn phải đi chụp. Thì nếu mà quen thì những cái lúc đó giống như là ngày lễ tình nhân mà bạn của anh phải đi làm, thì lúc đó anh sẽ cảm thấy như thế nào? Thì anh nếu mà công việc thì anh cũng không có sao hết. Ví dụ như ngày lễ tình nhân đó, ví dụ mà anh rảnh thì anh tới vô em cũng được. Do em đi trực thì vì công việc thì nói chung là anh cũng không có sao hết. Vậy nếu mà anh có quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống không? Thì nếu mà có một lý do để chính đáng mà thì anh sẽ quay lại. Cái gì vậy? Lý do gì quay lại vậy? Mới ép người ta gì phải không? Đừng thấy người ta hiền ăn hiếp nha. Sao không, cái gì mà quay lại? Em chỉ hỏi thôi, nếu mà anh có muốn quay lại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống hay không thôi. Thì nãy giờ có hỏi gì khác nữa không? Có hỏi về chuyện kết hôn rồi gì chưa? Ví dụ như quen nhau được thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Chưa chị. Chưa đâu, giờ hỏi đi. Thì giờ nếu mà chúng mình quen nhau á thì cỡ bao lâu là em quyết định được? Khi nào em cảm thấy là tình yêu của mình đủ chín, cảm thấy là anh có thể tạo được niềm tin cho em. Chị thấy cặp đôi này được đó. Bây giờ thì Tường mời hai bạn sẽ bóc những lá thăm của chương trình để cho mình có cơ hội hiểu nhau được nhiều hơn nha. Mời em trai đọc lớn lên yêu cầu ở trong này. Yêu cầu bạn nôm trả lời 3 câu hỏi do bạn gái đặt ra. Bạn nam hãy trả lời 3 câu hỏi do bạn nữ đặt ra. Rồi em hỏi đi. Và ảnh nhiệm vụ là phải trả lời chân thành, chân thật nhất cho em. Câu hỏi đầu tiên là Tường thì những lúc mà công việc anh có hay nổi nóng, những lúc nào làm cho anh nóng giận? Trong công việc á? Nói chung là trong công việc, là trong gia đình, là khi trong giao tiếp sống trong cuộc sống á, những cái gì mà thường làm cho anh nóng giận? Thì ví dụ như là anh luôn buôn bán á, người ta tới mở hàng á mà người ta cứ lựa hết xong rồi người ta không mua. Rồi tiếp đi em, câu hỏi thứ hai. Thường là anh có người yêu, anh có trải qua hai mối tình rồi, vậy khi mà bạn gái anh giận á thì thường anh làm gì cho bạn gái anh về? Thì nói chung thì giận thì ví dụ như là mua quà tặng hoặc là xin lẩu hoặc cái gì đó. Rồi lúc chia tay có đòi quà lại không? Không. Anh này có vẻ cũng hào hoa lắm nè, chịu chơi lắm nè, có nhiêu chơi nhiêu nè. Được, tính này tôi thích á. Rồi câu hỏi thứ ba. Thường thì ở nhà anh có hay chăm sóc mẹ anh không? Anh đi làm thì anh có hay mua đồ cho mẹ anh không? Thì cũng có. Thì lâu lâu anh về đó thì anh cũng mua quà hoặc mua gì đó, mua quần áo hoặc là đủ như mua sữa hoặc đưa tiền cho mẹ. Rồi xong phần bạn gái xong ha. Rồi tới mời em bóc một lá bài. Anh rằng là tôi chấm cái màn nhiệt tình với chịu chơi nè. Rồi đọc lớn anh coi. Yêu cầu bạn gái kể ra 5 điểm thích nhất ở bạn nam. Đó. Rồi cái này dễ quá mà. Hãy kể ra 5 điểm nào mà em thích nhất ở bạn nam. Đừng nói không thích gì nha. Đầu tiên là sự thành thật. Thành thật. Nên sống tình cảm. Tình cảm. Biết quan tâm tới người khác và... Biết quan tâm. Ngoại hình anh thì dễ nhìn. Cao ráo ha. Dạ. Cái cuối còn cái gì nữa không? Cái gì thích của ảnh nữa không? Mặt cười cười lên tươi tươi chút coi, người ta đang nhận xét mình mặt nghiêm trọng quá. Chứ anh cũng nhát giống em. Anh cũng nhát giống em là em thích đó hả? Trời đất ơi, cặp đôi này tôi không hiểu sao luôn à. Mà dễ thương á nha, chị thấy là hợp lý đó. Rồi bây giờ chị Tường cho thêm hai bạn cơ hội nữa nè. Ảnh hơi nhát, em cũng hơi nhát. Bây giờ hai người nhìn nhau 30 giây. Bây giờ giơ cái tay qua khỏi trái tim nó đi. Xin phép cổ cho nắm tay cổ một cái. Tôi cho hai người nắm tay 30 giây, coi có cái luồng điện nào truyền qua hay không, trước khi quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nắm tay 30 giây xong, mỗi người phát biểu một câu một thôi. Muốn nói cái gì nói một câu. Rồi chúng ta lấy tay ra và đặt tay vào nút bấm. Mời hai bạn. Dạ, cho anh xin phép nắm tay. Rồi, cảm nhận đủ thì mình nói. Em cho anh cơ hội để chăm sóc và quan tâm em được không?
hỏi ép tôi vô thế quá. Được rồi, ngồi xuống, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại ha. Sau khi về Tường đếm 3 tiếng, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm thật mạnh. Không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Đây là cái lúc quyết định quan trọng nha. Nhiều người sẽ chứng kiến cái giai đoạn này. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, sao em không nhấn nút? Em có nhấn mà. Sao em nhấn mà không vô? Em có nhấn. Giờ muốn nhấn lại không? Hay là thôi? Em nhấn lại. Nhấn lại thì nhấn vô đi. Trời ơi là trời. Cũng nhấn nhưng mà tôi thấy cái thai cũng để mà ủa rung 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 mà nó không vô cái nút. Rồi mời hai bạn đứng về một phía. Nắm tay nhau đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh xin phép cho anh hôn em cơ. Dạ. Hơi cao ha, mỗi lần phải cúi xuống hơi mỏi lưng à. Rồi chúc mừng hai bạn. Chị nhớ nhà nha, em tên Phan Thị Xuân Thảo ạ. Phan Thị Xuân Thảo. Rồi mình sinh năm bao nhiêu chị Thảo ha? Dạ em sinh năm 1993. 1993. Rồi mình đang làm công việc gì, quê mình ở đâu này? À em đang là như là mình là dược sĩ á, mình phát thuốc trong phòng khám á. Phòng khám của mình là chuyên về các cho em bé. Phòng khám như hả? À mình làm ở Tiền Giang á. Rồi quê mình ở đâu hả? Ở Tiền Giang. À mình đang làm ở Tiền Giang luôn hả? Rồi điểm mạnh điểm yếu của Thảo là gì nhá? Dạ sao chị? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thảo? À điểm mạnh của em á là có thể là em là cái người truyền thống á, nên là em nấu ăn được. Nấu ăn được. Nấu ăn rất là ngon. Có thể là như là có thể là hiểu bạn bè, như là nói chung là mình có thể chơi thể thao cũng giỏi. Thể thao giỏi là chơi bóng gì? À bóng rổ. Ờ chơi bóng rổ vậy là cao bao nhiêu mà chơi bóng rổ? À em cao tới 1m62. Dạ. Nói chung là quan điểm cái sở đoản của em là ít nói, hơi ít nói xíu. Với lại như là cái mối quan hệ bạn bè á, lâu năm sẽ biết em, hiểu em hơn. Còn cái người mà mới quen thì nó hơi nhát xíu, hơi nhút nhát xíu. Ví dụ như chủ động là nói nhiều hơn. Rồi gợi cái tình huống hay gợi cái chủ đề nào em sẽ nói được. Tức là người kia đối phương phải gợi chủ đề với em thì em sẽ nói chuyện được. Đúng rồi. Chứ em không chủ động em gợi chủ đề được. Cũng ví dụ như mình quen lâu thì mình có nhiều cái chủ đề để mình nói. Còn cái người mới quen thì có lẽ là mình cũng ngại nên là nhưng đó là cái sở đoản của em. Nên là cái giờ vẫn dễ. Em là quê ở Tiền Giang luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Về tình trường của em thì sao Thảo? Dạ sao chị? Tình trường em có mấy mối tình rồi? Chưa. Chưa có mối tình nào hả? Dạ, chỉ là thẩm thức người ta xong rồi cái nhưng mà mình xét này xét kia xong cái người ta nó vỡ rồi. Nên là chưa có mối tình nào hết. Em mẫu người của mình á nó như thế nào mà mình đến bây giờ mà mình chưa tìm được ai? 93 năm nay cũng 31 rồi. Rồi đúng rồi mà công việc á. Công việc của mình như thế nào? Là lúc nào cũng buôn bán thuốc vậy hả? Không có thời gian sao? Sáng là 6 giờ là mình đã đi rồi. Xong tới khoảng 7 giờ rưỡi rồi mình mới tan ca. Được sau đó mình về nhà. Cũng mệt á, nhưng mà cái môi trường của mình là ở dưới đó. Ở dưới đó thì ba mẹ hay là mọi người không có ai giới thiệu cho mình hả? Như là không có ai nhớ lại thấy mình cái tính mình hơi con nít á, là thôi cái gì nó để làm ai, nhưng mà cũng khó nên là chưa, cũng hơi kén chọn chứ. Rồi cán chọn như thế nào nè, mình cụ thể đi về ngoại hình, về tính cách, về công việc như thế nào?
ngoại hình của mình thì nó làm mình hơi đòn xíu, là 65 kg. Tính cách thì hơi trầm, ít nói, mà ít nhiếm xíu, nhưng mình đã cải thiện rồi khi mình làm cái môi trường buôn bán. Không, ý mình hỏi là bạn nam kìa, chứ mình không hỏi bạn nè. À, mình hỏi bạn nam hả? Rồi bạn nam là người yêu chồng, cái người đó trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm với gia đình, với lại là cũng thông minh với hài hước xíu, để mà như là khuấy động, ví dụ như chủ đề nào đó cho mình vui vẻ theo vậy đó. Nhưng là cái người đó là đừng có xin vào cái cho em cái ngày người đó là đừng có nghe là cái gì? Cái ngày sinh đó, ngày sinh của người đó là từ cho em ngày từ 22 tháng 5 đến 21 tháng 6 nha. Ủa liên quan gì? Trừ 22 tháng 5 đến 21 tháng 6? Em có nghiên cứu về chiêm tinh á, thì cái ngày từ 22 tháng 5 đến 21 tháng 6 là cái người của người đó em không hợp. Dạ. Em có yêu cầu đó. Ý là cũng không rượu chè hút thuốc gì kia, không cờ bạc gì hết, có nghề nghiệp ổn định. Ưu tiên những cái anh làm nghề nghiệp ổn định là nghề nghiệp như thế nào? À, trong những cùng nghề với mình, ok. Dạ. Thì ví dụ cùng nghề với mình mà nhỏ tuổi hơn mình thì được không? À, nhỏ thì chừng dài tuổi, 1-2 tuổi, chứ mình là ưu tiên những anh lớn hơn, từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Rồi nhập. Nhỏ hơn là từ 1 tuổi đến 2 tuổi là được ha. Dạ dạ ok, dạ. Còn lớn hơn là từ 3 đến 5 tuổi đúng không? Đúng rồi. 1-2 tuổi thôi, nhưng mà cái đó là hạn chế giùm em. Em chỉ thích người lớn hơn xíu để hiểu em hơn. Dạ. Thì tại vì đầu dược sĩ, ngoài cái nghề dược sĩ ra thì mình còn muốn cái nghề nào mình khác không? À, anh trong quân đội cũng được chị. Ở đây thì nói luôn thì không, các anh trong quân đội thì mình không có... Mình hiện tại thì chương trình bạn muốn hẹn hò không có tuyển sinh các anh trong quân đội em ha. À, cho em cái nghề khác cũng được, hoặc là nghề công nghệ thông tin, hay là cái nghề bác sĩ, nghề tiền thì tốt. Em có thấy là cái việc mà em đưa ra những cái tiêu chí như vậy quá khó không? Nghề đó em khó đó nên là thế bản thân mình thì, mình biết khó thì chị... mình phải cố gắng mình hạ xuống chứ. Vậy hả? Không bị hạ chút xuống nha, kiểu hai bậc được rồi. Hai bậc là như thế nào? Ví dụ như khi nào thì em cũng không rành nữa đó, giờ đâu có kinh nghiệm gì đâu. Em thì cũng khác là chân thật. Thích cái người mà nói chuyện nhiều, vui vẻ, hài hước để chọc mình xíu ha. Dạ đúng rồi. Với lại đừng gia trưởng nha. Rồi mình đi xa được không? Không có ở Tiền Giang được không? Được chị, em nữ ưu tiên từ Sài Gòn trở vào miền Nam, không lấy Bắc. Vậy là dạ. Đông Nam Bộ trở vào miền Nam là được, trở vào miền dạ, Tây đúng là rồi. Được không? Dạ. Rồi ok, thì ở đây chỉ là buổi các tin phỏng vấn thôi. Thì nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ phù báo lại với mình tham khảo ha. Dạ rồi. Nhìn lâu rồi chị. Alo. Alo, chị Thảo. Dạ dạ. Em hỏi lâu không? Có lâu không? Thì giờ nếu như mà được thì giờ bên chương trình mình sẽ báo lại trong trong cuối tháng này thôi nha. Dạ. Rồi, cảm ơn Thảo nhiều. Mình có thể rời cuộc gọi rồi nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ, chương trình rất là cảm ơn chị ạ. Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình nha. Dạ. Dạ, rồi, dạ chị dạ chị thoát cuộc gọi giùm em nha. Dạ rồi. Rồi, em rồi. Đang là nhân viên văn phòng. Em làm bên phòng kinh doanh của một công ty xuất khẩu ạ. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em đến từ Đồng Nai ạ. Em đến từ Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Dạ, còn gì nữa không nhỉ? Rồi, nói một chút điểm mạnh, điểm yếu giùm mình nha. À, dạ vâng ạ. Thì hiện giờ là em, điểm mạnh của em là em biết nấu nướng, tính tình thì vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em thì có thể là em hơi hơi nóng tính. Dạ, hơi hơi nóng, hơi cọc tính một chút. Em nghĩ như đó thôi, không nghĩ ra thêm được gì ạ. Rồi, mình nói một chút về đường tình duyên của mình nha Phượng.
Dạ vâng ạ. Em trải qua một mối tình, nhưng mà nó cũng không hẳn gọi là mối tình nữa, nó chỉ khoảng 3 tháng thôi, thì dừng lại ở mức tìm hiểu. Và sau đó thì em cũng không quen thêm ai. Với cái môi trường làm việc của em hiện tại thì cũng các anh chị cũng lớn, cho nên là cũng đã có gia đình hết rồi, cho nên cái cũng không thấy được ai hết, cho nên mới nhờ đến chương trình hỗ trợ giúp em ạ. Rồi vậy thì dạ, theo em thì lý do tại sao ngoài cái môi trường ra nó còn cái gì nữa mà mình chưa tìm được mà mình trai? Trước kia thì chắc có lẽ là cái khu vực em đang ở đây, môi trường là chính đó chị, bởi vì khu vực em đang ở thì nói thẳng là toàn là bô lão không, mà không có người nào trẻ cả. Tại vì em chọn cái cách là bỏ phố về quê, cho nên em sống cùng với gia đình, ba mẹ ở dưới này, bạn bè thì những người đồng trang lứa với em thì họ toàn lên thành phố lập nghiệp, cho nên cũng ít có cơ hội gặp gỡ, với lại là môi cái công tính chất công việc nữa. Thì em làm cũng từ 7 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ chiều, về tới nhà là gọi là hết năng lượng rồi, để mà đi chơi đi bời nữa là cứ ở nhà với mẹ thôi. Cái thành ra là cũng tìm không biết tìm ở đâu luôn. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Em nói rõ giùm chị ngoại hình, công việc cũng khác. Dạ thì tiêu chí tìm bạn của em thì có thể đó là đầu tiên là nhà bạn nam đó là phải bên Phật hoặc là không có đạo công giáo. Dạ, đạo Phật hoặc là đạo ông bà thôi, chứ đừng có là đạo công giáo hoặc đạo công bằng gì cả. Rồi gì nữa? Dạ. Rồi gì nữa? Tiếp nữa đó là về cái tính chất địa lý, khoảng cách đó nhờ chị. Thì khoảng cách khoảng chừng một tiếng rưỡi đi xe thôi, chứ đừng có xa quá. Thì để nếu mà sau này có tiến tới được với nhau thì có thể tiện về chăm sóc gia đình hai bên, chứ không có muốn đi xa ấy ạ. Và tính tình bạn nam thì cũng em mong là có người hòa đồng, chín chắn, biết lo nghĩ. Dạ, với thêm em nữa ơi, là dạ. Em thấy em khó chưa, trời ơi, em yêu cầu bạn trai mà phải cách nhau bao nhiêu cây số thôi á. Bây giờ em không biết là càng khu vực, tại vì lỡ mà tính chất địa lý sau này nó cũng là một cái vấn đề á chị. Rồi bạn trai vậy thì đối với em là trong tất cả những cái tiêu chí em quan trọng cái tiêu chí nào nhất? Em thấy cái nào có nghĩa là quan trọng thứ tự chị? Em có nghĩa là em cho chị ba cái điểm em quan trọng nhất ở người đàn ông mà nó có cái đó em mới chọn. Tôn giáo là cái thứ nhất, cái thứ hai là khoảng cách địa lý, cái thứ ba là cái mà em chưa kịp nói tới đó, đó là em muốn kiếm một người mà nó sàng sàng với cái độ hiểu biết với em á. Ý em là em tốt nghiệp đại học thì em cũng mong muốn kiếm được một người sàng sàng, em không cần cao hơn em đâu, nhưng mà ít nhất là cũng có cùng một cái tầm mức suy nghĩ chung với nhau, chứ đừng có thấp hơn thì sau này cũng sẽ khó nói chuyện. Dạ. Rồi, đó là một tiêu chí. Rồi bây giờ là em định hướng em là sẽ ở Sài Gòn đúng không? Em quê ở đâu nãy chị chưa nghe? Dạ đâu? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai ạ. Là bây giờ em đang ở đâu? Ở Đồng dạ Nai luôn. Dạ em ở Đồng Nai ạ, ở dưới quê Đồng Nai. Thì em theo chồng được hay không hay là phải ở đó? Em theo được ạ chị. Tức là làm dâu hay là qua nhà chồng ở thì vẫn là ok. Chỉ là em chỉ sợ là nếu mà em ở Đồng Nai mà chị ghép cho em đâu ở dưới miền Tây hoặc là ở đâu đó ra miền Trung không, thì không, xa em mẹ em không có, quá chị không có ác thôi mất xa ba xa mẹ quá thì em cũng không đi được. Nhưng mà ở dưới Đồng Nai cái khu của em là người có đạo thôi hơn nhiều hay sao vậy? Dạ không ạ, em ở trong cái làng em thì toàn là người bên Phật, người miền Trung không thôi, nhưng mà em chỉ sợ là ở đâu ghép trúng người định đạo. Cái vấn đề đạo là cái vấn đề quan trọng nhất đối với em. Ừ, ok em. Rồi chị dạ. Ghi nhận ở đây. Rồi xong rồi đó, cái phần cách em xong rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc cho mình sau nha. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Dạ em cảm ơn chị, em chào chị ạ. Dạ bộ phỏng vấn kết thúc rồi, mình có thể thoát cuộc. Dạ anh Điệp ơi, anh đừng có bấm vô cái chỗ tăng giảm âm lượng nữa nha, đừng có bấm nữa. Mình để cái đó sát lên cái miệng mình để mình nói chuyện là mọi người sẽ nghe được. Rồi anh, rồi anh cầm vào cái cục lúc nãy anh cầm lên anh để gần vô miệng. Rồi đúng rồi. Rồi giờ mình bắt đầu phỏng vấn anh nha. Dạ em mời chị. Anh nói to lên giùm em nha. Dạ em mời chị. Dạ anh Điệp ơi, anh giới thiệu về họ tên tuổi được công việc của anh đây nè. Năm sinh anh sinh năm 67 nè. Dạ tôi là tên là Phạm Văn Hiệp, sinh ngày 12 tháng 12
năm 1959, nghề nghiệp lái xe 16:30 chỗ ở Biên Hòa. Là mình còn lái không ạ? Vẫn còn chị. Trời ơi, năm nay đã 60+ tuổi rồi mà vẫn còn lái hả anh? 64 tuổi mà vẫn dạ. Dạ, cái này là mình lái xe là xe đưa rước hay là xe xe đò di chuyển hả? Xe của những nhà dịch vụ du lịch đó chị. À, tức là khi nào mà họ đi đâu họ thiếu tài tài là họ sẽ book anh đúng không? Họ đi đâu họ thuê mình kêu mình đi. Dạ, thu nhập ổn không anh? Cũng nếu mà chạy bình thường mùa đúng vào mùa nó thì ổn định, mà hết mùa nó thì cũng hơi bữa có bữa không. Ừ, bữa có bữa không thì trung bình thu nhập mỗi tháng của anh nó khoảng bao nhiêu? Không, tôi ăn chuyến mà chứ, chứ chưa có chỗ nào chạy trên mạng, mà mỗi đang chạy trên mạng mới nghỉ đây một tháng. Chứ mỗi chạy trên mạng là một tháng là có lúc là 10+ triệu, có lúc 8 triệu. Ừ. Sao nghỉ anh nghỉ hưu hả? Không, tại vì cái bên đó nó hết cái thời điểm lớn lúc nghỉ hè đó. Được, bây giờ hết hè rồi, giờ học sinh thì du lịch thì nó cũng chậm lại đó. Ừ. Là hiện tại anh đang sống với ai? Sống một mình à. Không vợ con thì hả? Có vợ con mà chia tay 20 năm rồi. Ừ. Là con là ở với mẹ hả? Ở với vợ nó với mẹ đó. Sống có một mình thôi, anh có mấy người con, để mọi người có con cái bây giờ có lo cho cha không? Tôi có hai con trai rất là có hiếu, nhưng mà còn làm được mình không có yêu cầu thì nó lo cho mình. Nào mình có cái gì đó thì mình nhờ, còn không có thôi phải tự lập. Tức là con muốn lo cho ba nhưng mà ba cũng chưa cần đúng không? Chưa, đúng rồi, khi nào cần không cần rồi. Tại bây giờ có một mình chi tiêu cũng không bao nhiêu hết anh à. Nhưng mà sao khi nào anh có tính khi nào anh nghỉ không? Không, khi nào mà tôi tính mới vừa rồi đi chuyến Thanh Hóa mà cái điện thoại nó trục trặc, cái thằng em nó điện được chứ đi không được, chứ đúng là mới vừa đi bữa thứ bảy đi là hôm nay mới về. Mà bị hụt chuyến đó. Là sức khỏe vẫn còn trộm vía là vẫn còn khỏe mạnh đúng không? Đúng rồi, nói chung là cái chạy bình thường là ở đây giờ này tôi còn đi xuống Cà Mau mai đi về mà. Chỉ nó đi đó hả? Không, thì tôi nói mấy tháng trước, cả năm trước á. Tôi đi ra chiếc Nghệ An qua đó, 2019. Nhưng mà giờ ví dụ như kiếm được chị nào đấy phù hợp với mình, xong rồi cái người ta có công việc bán buôn này kia kia nào để ở nhà phụ người ta được không? Ôi trời, bây giờ cái gì cũng được hết á. Nói chung là mình, bây giờ mình lấy người ta mình không lo được thì có nhiệm vụ là phải cố gắng làm sao cho người ta vui là được rồi. À, từ hồi anh với bà xã anh là ly hôn là vì sao? À, thì lúc đó là trong cái đợt mà đi chơi thể thao thôi. Rồi cái cũng có bạn bè kia thì quen biết rồi cái đủ nhau đi ảnh rồi bị bắt cặp rồi ghen tương rồi cái thôi là cứ chia tay luôn. Là chị có người khác hả? Dạ không, vẫn ở vậy thôi, là nhà cháu Duyên mà. Không, ý là ai có người khác mà bắt gặp rồi chia tay ấy? Dạ tôi. Là anh có người khác hả? Đâu có đâu, thì một bạn bè cắp kép rồi kia rồi cú hí nhau cái gì vậy thôi chứ lỡ cái... Trời ơi, cú hí nhau mà để cho vợ bắt được là vợ ven, vợ bỏ là đúng rồi. Nghĩ nó không đáng gì, mình đâu có sai gì đâu. Rồi, bây giờ anh muốn tìm mẫu người như thế nào? Tôi nói chung là một người nào mà nói chung là không quan trọng về cái giàu nghèo gì hết, miễn là sao mà có ngoại hình mà gọi là nhìn thấy tương đối được là được rồi, không yêu cầu là phải cao sang quyền quý giàu có gì hết, miễn làm sao là hiểu và mến, biết tôn trọng lẫn nhau rồi biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Rồi, anh Hiệp, đúng không? Anh Hiệp có tài lẻ gì không ta? Dạ. Anh có tài lẻ, có năng khiếu gì đặc biệt không? À, tài lẻ năng khiếu thì nó phức tạp. Nói chung, bá nghệ hết.
bất cứ làm gì cũng được hết, sửa xe cũng được, xây nhà cũng được, sửa chữa điện nước cũng được. Nói chung là các cuộc sống về về xây dựng cái gì tính toán làm việc gì đo đắng cũng được hết á, đi điện đi nước được hết, mà nghề chính thì lái xe. Dạ rồi, ok. À, rồi, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi anh Hiệp ha. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Hiệp nhiều ha. Vậy là xong hết rồi hả chị? Dạ, xong rồi. Khi nào có người phù hợp, có lịch ghi hình phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với anh để làm nội dung kỹ hơn. Dạ. Dạ, hôm nay chỉ phỏng vấn sơ lược thôi. Dạ. Bạn ha, mình là Uyên, bên đạo của chương trình bạn muốn hẹn hò thì bữa nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình, thì mời bạn giới thiệu về bản thân mình ha. Dạ, dạ em tên là Võ Minh Đức, là em sinh năm 98 và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em làm việc trong ngành công nghệ thông tin ạ. Em làm cái gì, IT hả? Dạ, IT ạ. Dạ, đối với chương trình thì em cũng hy vọng có một cái cơ hội được gặp gỡ, được share duyên với một bạn trên chương trình, cũng xem như là có duyên phận ạ. Dạ. Ủa, IT thì 98 nữa còn trẻ quá trời luôn, sao mà em không tìm ở bên ngoài mà em đến với chương trình? Dạ, thì hiện tại thì thời gian em đa phần là ở trong trong phòng là nhiều á chị, làm việc trên máy tính á, nên là cũng không có thời gian gặp gỡ bên ngoài, cũng như là em cũng hơi hướng nội. Dạ. Thì bây giờ thì điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ, về điểm mạnh thì em khéo tay, em có thể nấu ăn pha nước được, em nấu cũng khá là nhiều món ạ. Cũng như là về pha chế thì em có thể pha được các loại trà sữa, trà trái cây. Về điểm yếu thì là em khá gần, thứ hai là lúc thì là khá bắt chuyện ạ. Dạ. Rồi về tình trường của mình như thế nào? Ngày xưa giờ em nói em ở trong phòng ít tiếp xúc này kia thì tình trường có nhiều không? Dạ không ạ, tình trường thì là em có hai mối tình, một mối tình từ lúc sinh viên và một mối tình từ sau khi ra trường ạ. Em quen bao lâu, lý do vì sao em chia tay hai mối tình đó? Dạ, thì mối tình ban đầu là lúc sinh viên thì là quen được một năm ạ. Chia tay thì cũng như thời sinh viên rồi, ai cũng như ai là cũng không hợp nhau. Còn khi ra trường mình cũng quen một bạn cũng được 2 năm, nhưng mà cũng mới ra trường nên là cũng chưa được đi đến đâu. Nhưng mà cái mà tụi em mâu thuẫn để dẫn đến chia tay là cái gì? Có nghĩa là em nghĩ là chắc là về mặt tính cách thì sẽ không hợp nhau. Không hợp ở đây là có thể là về mặt đi làm thì chắc mình có những suy nghĩ về công việc thì mình sẽ không giống bạn đó. Thì em đến với chương trình em cũng hy vọng tìm được một bạn có thể. Rồi mẫu người em mong muốn thì sao? Bạn có ngoại hình như thế nào, độ tuổi như thế nào và họ tính cách như thế nào để phù hợp với em? Dạ, về ngoại hình thì em thích mặt kiểu mặt baby, mặt tròn chị, nên là nó kiểu baby mặt tròn, kiểu phúc hậu cute xíu. Thì em nghĩ là thứ nhất là phải có khả năng nấu ăn, nấu nướng đó chị. Cái nấu nướng này cũng có thể là cùng bạn đó nấu nướng vào cuối tuần chẳng hạn. Về độ tuổi thì em sinh năm 98, em cũng coi cung coi mệnh rồi. Em nghĩ là độ tuổi là từ 99, 2000 với 2000, 2K1, 2K2 là hợp ạ. Ngang tuổi em được không? Dạ được ạ, à, nó không có bị xung tuổi. Dạ. Rồi 98 trở xuống ha. Dạ. Lớn hơn 1-2 tuổi thì được không? Dạ được ạ. Được không? Dạ được. Dạ đó, giờ có quen ai lớn hơn chưa? Cả giờ thì chưa có quen ai lớn hơn ạ. Rồi, về em là cao mét mấy Đức? Em cỡ mét 73, 74. Thì bạn gái cỡ mét 6 rồi được ha? Dạ, cỡ mét 6 rồi, dưới mét 6 cũng hơi nhỏ. Công việc thì như thế nào, quê quán của bạn ra làm sao? Ví dụ bạn có đạo được không? Dạ.
ví dụ bạn có đạo được không? À, về đạo thì cũng được, nếu mà đạo Phật thì sẽ tốt hơn là những đạo khác ạ. Còn quê quán thì em ở quê em ở Quy Nhơn, ở miền Trung, gần miền Nam, nên là em nghĩ là ở miền Trung với miền Nam. Em nhưng mà em đang ở làm việc ở đâu? Dạ ở Sài Gòn ạ. Quê em là ở Quy Nhơn, giờ em đang ở Sài Gòn, thì ba mẹ em cũng ở ngoài Quy Nhơn hả? Ba mẹ thì ở ngoài Quy Nhơn ạ. Vậy là em ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở Sài Gòn với họ hàng. Vậy là bạn gái từ Quy Nhơn đổ vào miền Nam là được ha? Dạ, đổ vào Sài Gòn là được ha? Dạ. Rồi thì ở mà em có ngoài cái IT của em thì em có tài lẻ gì không, hát hò này kia được không? Thì em có tài lẻ, em nấu ăn khéo này, em biết pha chế này. Biết pha chế đúng không? Bữa đó đem theo cái đồ lắc lắc của bartender vô biểu diễn cho bạn gái nha. Dạ cũng được ạ. Ok. Rồi, thì ở đây chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình thôi. Rồi thì sẽ có vòng sau là em sẽ ngồi lại nói chuyện với biên tập nhiều hơn nữa để tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa ha. Thì giờ lúc đó là chị cũng sẽ dặn dò em nhiều thứ hơn nữa. Rồi ha. Ha Đức ha. Đây chỉ buổi đầu tiên thôi. Rồi cảm ơn em. Dạ em chào chị, em cảm ơn mọi người ạ. Dạ chào mọi người. Chào em. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Rồi thoát rồi.